Xin chào các bác, chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác và các bạn một sản phẩm nữa của chúng tôi. Đó là hạt bạch tật lê. Bạch tật lê theo giai điệu cổ có vị đắng, tính ôn vào hai kinh can và phế. Có tác dụng bình can, tán phong, kháng thấp, hành huyết. Dùng chữa các bệnh nhức đầu, mắt đỏ, nhiều nước mắt, phong ngứa, tích tụ, tắc tia sữa. Hiện nay, bạch tật lê thường dùng để chữa đau mắt, nhức vùng mắt, chảy nước mắt. Ngoài ra còn dùng làm thuốc bổ thận, trị đau lưng, tinh dịch không bền, gầy yếu, chảy máu, cam, lị, xúc miệng để chữa loét miệng. Tật lê hay còn gọi là bạch tật lê, gai ma vương, thích tật lê, gai sầu, gai trống, gai yết hầu. Bạch tật lê là quả chín, phơi hay sấy khô của cây tật lê. Vì quả có gai, dẫm phải thường sinh bệnh thối thịt như bị ma quỷ nên còn có tên là gai ma vương. Tật lê là loại cỏ bò lan trên mặt đất, nhiều cành, dài từ 30 đến 60 cm, lá mọc đối, dài từ 2 đến 3 cm, kép lông chim lẻ, 5 đến 6 đôi lá chét, đều phủ lông trắng mịn ở mặt dưới, hoa màu vàng, mọc riêng rẽ ở kẽ lá, cuống ngắn, 5 lá đài, 5 cánh hoa, 10 nhị, 5 bầu ô. Hoa nở vào mùa hè, quả nhỏ, khô, gồm 5 vỏ cứng bên trên, có gai hình đa cạnh, lớp vỏ dày, hạt có phôi, không đội nhũ, phân bố, thu hái và chế biến. Tật lê mọc hoang ở ven biển, ven sông các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Nam nước ta. Còn mọc ở các nước Á nhiệt đới khác. Vào tháng 8, tháng 9, quả chín thì đào vào cây hay cắt phần trên cây về phơi khô. Dùng gậy cứng đập và chọn những quả già, thường dùng sống hay sao qua cho cháy gai, rồi sàng vỏ gai, giã nát vụn mà dùng. Công dụng, tác dụng đều dùng. Hiện nay tật lê thường dùng chữa đau mắt, nhức vùng mắt, chảy nước mắt. Ngoài ra còn dùng làm thuốc bổ thận, trị đau lưng, tinh dịch không bền, gầy yếu, chảy máu cam, lị, xúc miệng, chữa loét miệng. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, bạch tật lê tác dụng đến hệ dưới đồi của tuyến yên, dẫn đến tăng lượng tiết tố nam một cách tự nhiên, do vậy rất an toàn khi sử dụng. Bạch tật lê có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới. Tác dụng này còn cho là mạnh hơn cả sâm Alipat. Có tác dụng điều trị yếu sinh lý, liệt dương, điều trị chứng suy giảm sinh lý nam giới, đặc biệt là độ tuổi trung niên. Chữa đau mắt, nhức vùng mắt, chảy nước mắt. Tác dụng lợi tiểu, chống đóng kết sỏi thành bể thận. Tác dụng hạ huyết áp. Tác dụng cân bằng và bảo vệ tế bào gan. Đối tượng sử dụng: người suy giảm chức năng sinh lý, người bị liệt dương vô sinh do dương vật không thể cương cứng, người bị các bệnh về mắt, người huyết áp cao, người mắc bệnh xoài thận, người thường xuyên sử dụng bia rượu, mỗi ngày dùng từ 12 đến 16 gram dưới dạng thuốc bột hay thuốc sắc. Toàn thân cây có thể dùng cho giúp vật ăn và nhiệt phốt pho. Cách sử dụng bạch tật lê. Chế biến trước khi sử dụng: hạt bạch tật lê mua về có thể sao vàng hoặc không sao vàng. Nếu sao vàng, đến khi thấy mùi thơm là dùng được. Cách sắc uống: bạch tật lê 20 g, kỷ tử 10 g, viễn trí 5 g. Trong trường hợp không có viễn trí, các bạn có thể dùng hoa kích khô để thay viễn trí. Nước 800 ml, sắc cạn còn 400 ml để uống trong ngày. Cách dùng này có tác dụng tăng cường sức khỏe sinh lý, tăng nội tiết tố nam,
rất có lợi cho những người có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý, yếu sinh lý, xuất tinh sớm. B. Cách ngâm rượu. 1. Ngâm rượu độc vị bạch tuyệt lê. 0,1 kg bạch tuyệt lê đã sao thơm ngâm với 5 lít rượu trắng, ngâm trong thời gian 20 ngày, có thể sử dụng ngày dùng 2 lần, mỗi lần từ 1-3 chén nhỏ trong mỗi bữa ăn. Ngâm phối hợp nhiều vị, dùng bài thuốc cổ truyền như sau: bạch tuyệt lê 1 kg, dâm dương hoắc 0,5 kg, kỷ tử 0,3 kg, miễn trí 0,3 kg, rượu gạo 10 lít. Trong trường hợp không có miễn trí, các bạn dùng ba kích để thay thế. Ngâm chung các vị trên với 10 lít rượu, ngâm trong thời gian 1 tháng trở lên là có thể sử dụng được. Mỗi ngày dùng 1-2 lần, mỗi lần từ 1-3 ly nhỏ. Đơn thuốc có bạch tuyệt lê, chữa kinh nguyệt không đều, thấy kinh đau bụng. Tuyệt lê 12g, đương quy 12g, nước 400ml, sắt còn 200ml, chia 2 lần uống trong ngày, chữa đau mắt. Cho tuyệt lê vào chén nước đun sôi, hứng mắt và cái hơi nước bốc lên. Chúng tôi xin nhắc lại, bạch tuyệt lê có thể sao vàng hoặc không sao vàng vẫn có thể sử dụng. Nếu sao vàng, các bạn cho lên chảo sao vàng đến khi thấy có mùi thơm là dùng được. Cách dùng bạch tuyệt lê như phía trên chúng tôi đã trình bày là có 2 cách. 1 là dùng để pha nước uống, 2 là dùng để ngâm rượu. Các bạn không uống được rượu thì dùng cách pha nước uống, còn các bạn uống được rượu thì dùng cách mà ngâm rượu mà dùng. Các bạn có nhu cầu sử dụng cái bạch tuyệt lê thì xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0932 340 345. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy đăng mà dùng. Các bạn có nhu cầu sử dụng cái bạch tuyệt lê thì xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0932 340 345. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để luôn được cập nhật những video mới nhất, những bài thuốc mới nhất. Các bạn hãy comment ở phía dưới video để chúng tôi biết khắc phục những cái hạn chế của chúng tôi về video. Xin cảm ơn các bác. Xin cảm ơn các bác.